Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2022 âm lịch mọi người. Thì ước mình đợi 4 ngày nữa. 4 ngày nữa đó là giáp tháng mọi người. Mình trồng 26 tháng 9. 4 ngày là giáp tháng nhưng mà cái tốc độ phát triển của nó thì khá là chậm mọi người. Đấy, mọi người thấy đấy. Gần giáp tháng đó mà nhánh chưa nứt luôn này mọi người. Đấy. Nó không đều, phát triển không đều, bụi thì chưa được nhánh. Bụi thì được nhánh rồi mọi người. Nhưng nhức nhánh rồi mà nhưng mà cái chiều cao của nó hơi lùng. Đấy. Đây mọi người. Lột sọt không đều, nguyên nhân là bị trùng canh mọi người. Đấy. Ớt mình trồng nó bị trùng canh. Trùng canh là sao? Nói cho mọi người dễ hiểu là trùng canh là nó bị trùng ren mọi người. Thì cái đám ớt là mình trồng lại trên cái đất mình đã từng trồng ớt trước đấy. Thì trước đấy mình trồng ớt xong mình dọn gốc, mình phải cày phao đất mới có 1 tháng mọi người, thì mình trồng lại thì nó còn hang cái rễ ớt ấy mọi người, làm cho coi dở mét bệnh, yếu bụi rễ và chậm phát triển mọi người. Đây mọi người, thì cái gốc ớt nó vẫn còn lại chưa mục mọi người, gốc ớt mùa trước này đấy, còn chưa mục nhưng mình tranh thủ trồng bán trước Tết mọi người. Thì mình vì mình sợ đông xuân, vụ đông xuân năm nay ớt rẻ, mình tranh thủ trồng đông xuân sớm, trồng vào tháng 9 sớm chút, nhưng lật đật không bằng Phật cho mọi người. Thì nếu như ớt gần giáp tháng rồi thì nó phải cao cỡ từng này rồi đấy, cỡ từng này rồi chứ có nhiều đây. Thì hôm nay mình vô là mình bắt đầu bón phân. Đây mọi người, giờ mình sẽ pha phân với thuốc rỡ đây mọi người. Mình chích cho nó cái ớt nó phát triển bộ rỡ và đâm chồi nảy nhánh mọi người. Thì cái phân mình ngâm trong xô đây, một cái xô đây xô 20 lít mọi người, 18-20 lít vậy. Mình ngâm 1 kg đờ bơ, 1 kg 30 ml, đổ đầy nước vô. Ngâm. Đấy. Thì mình pha chung với kim thằng mài dơ đây mọi người. Đây, mài dơ của Nova, của hãng Nova, kích rỡ giải độc xanh tốt, ra rồi khế lá xanh tươi. Đấy, thì mài dơ này là hàng tốt mọi người. Nó 1 kg nó là 65 ngàn gì 1 kg. Đấy, thành phần nó đây mọi người, mài dơ 16%, lưu hình 13%. Đấy. Mài dơ lưu hình nó sẽ giúp cây xanh lá mọi người, và mài dơ thì mài dơ là nó giúp cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Đấy. Thì có kèm một bình, thì mình có pha thêm cái kích thích sinh trưởng mọi người, được carbon. Đấy, kích thích sinh trưởng được carbon giúp cho cây phát triển đọt nhanh, đấy, nứt nhánh. Thì kế đây là cái không thể thiếu để phát triển bộ rễ Nova King tốt rễ xanh lá mọi người. Mình tưới này bộ rễ ra rất là mạnh mọi người, phôi bốn thứ đây lại. Mình chích cho cây ớt thì giúp cây ớt phát triển bộ rễ, đâm chồi nảy nhánh. Đấy. Thì cái cách pha phân tưới ớt đây năm ngoái mọi người. Năm ngoái thì mình cũng có làm clip đăng lên kênh. Và năm nay mình cũng làm y nhiều vậy, mình có chút thay đổi mọi người. Năm ngoái thì không có 30 ml, không có thằng Nova King đây. Hồi năm ngoái mình tưới cái dơ bơ với humic mọi người, thì thằng Nova King này nó cũng như humic, thay thế humic lại mạnh hơn mọi người, lại tưới mạnh hơn. Nói thì như đấy, cái một cái dơ bơ, một cái 30 ml ngâm đầy xô đây, thì một bình đây, một bình 18-20 lít đây, mình pha một đúng một ca thôi mọi người, đấy, đúng một ca thôi, 2 ca cũng được. 2 ca cũng được, không nên pha nhiều. Thì cái công thức mình đây mình đã sử dụng nhiều năm rồi, thì tưới thì không sợ cháy rỡ cũng như không sợ cháy lá, mọi người phun lên lá không cháy. Đấy. Thì mai dơ đây quậy riêng mọi người, không đổ chung cho nó. Mai dơ ở đây hay là quậy riêng, đổ từng quậy từng cái đổ vô, không quậy chung, quậy chung nó sẽ không tan. Mai dơ đây quậy một nắm mọi người. Bây giờ quay một nắp.
Nu qua kinh đây thì mình lấy cái nếp nó mọi người, chắc cái một con nếp đó. Thì mọi người không mua 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 nu qua kinh có thì mình mua thuốc rửa khác được mọi người. Thuốc rửa nào cũng được. Chúng một bên đây mình thêm một gói humic, một gói đơ cả mòn, mình thêm một gói đơ cả mòn. Bây giờ mình tháo cái đầu bé ra mình chích đấy. Thì khó mình hư là mình có đép mở được thì nó hơi hơi phân. Cái thuốc cái phân mình là mình xịt lên lá rồi, còn xịt lên lá nó cũng có cháy được rồi, và đúng theo công thức đấy thì này. Rồi mọi người, hôm nay là ngày 27 tháng 10 mọi người, thì trời đang mưa thì mình chờ trời chân mưa đâu mình sẽ phun thuốc ngừa mọi người, phun thuốc ngừa bệnh thối lá thối nổng mọi người, trời mưa rất là hay bị thối thối nổng. Ở đây mọi người thì cây ớt mình sau khi mình chích phân thì nó phát triển rất là đậm mướt, rất là tốt mọi người đấy, cái đọt nó mừng mừng luôn ạ. Đấy, đây những cái bụi phát triển chậm này bây giờ nó bắt đầu nó nấp đọt này mọi người đấy, nhưng bụi này là phát triển chậm này, bị yếu bụi rỡ á, thấy mọi người thấy đấy. Đây sau khi chích phân phun thuốc đấy, cũng như xử lý tiêu trùng thì ốc này bây giờ bắt đầu phát triển mọi người. Lại rất là ổn định rồi người. Bây giờ chờ trời sương mưa phun thuốc mình chạy phân tắt phân ghét vô cho nó rồi nó sẽ bung ra mọi người đấy, ớt phát triển không nổi mà có rất là nhiều đấy, sau khi ấy xong mình sẽ phun thuốc cỏ luôn đấy. Thì vào mùa mưa này thì mọi người hãy khai nước cho thoát nước hết, không đỡ nước đậm sẽ thối bộ rỡ. Đây mọi người, ớt mình mới đầu đấy, đấy có lâu 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 có bụi bệnh nha mọi người đấy, chung là ớt mình ít bệnh đấy. Đây là cái ớt sau 9 ngày mình phục hồi mọi người, thì khi mà trồng giáp tháng thì nó không lên không đâu, nhưng mà sau 9 ngày chịu khó phục hồi thì nó nay nó tạm ổn mọi người đấy, phát triển bụi ớt thấy mọi người thấy đã lá to. Cái giống đây là giống trong tiền vàng nhà 89 mọi người, lá to đấy, đây có một bụi bệnh mọi người, bụi bệnh bơm chích gốc luôn đấy. Thì nhờ cái phun ngừa định kỳ nên mưa qua này mưa kéo dài thì ớt mình ít bệnh này, nhờ phun ngừa định kỳ mọi người. Thì cái thuốc đồng đó kèm kinh buôn với cái ra đây mình hay sử dụng mọi người, và mùa mưa mình hay sử dụng thì nó ngừa được rất nhiều bệnh hơn nha, như là bệnh reset này, tháng thư này. Đấy, đốm lá nụng lá rồi hiếu xanh, nói chung là nhiều bệnh lắm mọi người. Mưa thì mọi người cứ xài cái thuốc đấy. Nói chung ớt mình đầy do nhiệt đất nha, mình trồng lại phá ớt trồng lại mình phát triển không có điều được mọi người. Đấy, không điều à, bụi to bụi nhỏ. À, nói chung bây giờ mình cứ chịu khó pha phân mọi người, cái công thức đấy, công thức phân đấy mình chia sẻ mọi người đấy.
cứ pha thì mang chịu khó. Bữa bị móc xương này, người bữa bị móc xương này, nó sụng từ ngọn sụng xuống móc xương. Nói chung là chịu khó pha phân chích mấy cái bụi nho đó mọi người, bụi đây chích mấy bụi đây này cho theo kịp mấy bụi đây, chịu khó chích hai lần nữa, ốc mình đây mấy bụi nho đó chứ mình chịu khó chích hai lần nữa là theo kịp ạ.